chào các bác. Hôm nay thì anh Phương này đón các đại gia ở thành phố Hoa Phượng Đỏ về với trung tâm điện tử Phương để lên một cái cấu hình combo rất là hoành tráng. Một dàn máy cực kỳ hấp dẫn và hay. Một đôi loa 938 hàng tuyển đẹp như mới. Đó là 3 đường tiếng bass 50 cho tiếng cực kỳ ngọt và êm. Ok, các bác đang nghe để cân đối xem là nên đầu tư quả súp 718 hay quả súp 118 hàng được nâng thùng. Dàn máy ngày hôm nay để các bác quan sát, con đẩy AP vẫn là một trong những con đẩy có thể gọi là xứng tầm để thay thế được em Crow khi mà chúng ta cần đánh súp, bởi vì chất âm của AP rất là đỉnh. Nó cũng rất là hay. Trên thị trường hiện nay thì rất nhiều đẩy 4 kênh của Trung Quốc, nhưng mà em vẫn thích cái chất âm của con này. Và đến nhiều người tham khảo nghe cũng đánh giá rằng là khi thử giữa AP với Crow thì độ chênh lệch nó không nhiều. Một bộ lọc Bühler của Nhật với này một bộ mic Apollo của V6 của Mỹ, một combo cực kỳ đẹp mắt. Bác đang thử giữa các dòng vang với nhau và cũng đang cân đối về số tiền. Một combo này nó rơi vào khoảng độ hơn 70 triệu. Hơn 70 triệu một combo này rất hay.